Tại nhà thi đấu huyện Vĩnh Cửu đã diễn ra lễ bế mạc giải cầu lông thanh thiếu niên học sinh tỉnh Đồng Nai lần thứ 12 năm 2023. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, giải cầu lông thanh thiếu niên học sinh tỉnh Đồng Nai lần thứ 12 năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho giải đấu những đường cầu đẹp mắt, ấn tượng. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 25 bộ huy chương cho các vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ theo năm nhóm tuổi. Giải nhất toàn đoàn thuộc về huyện Tân Phú, giải nhì thuộc về thành phố Biên Hòa và giải ba thuộc về huyện Vĩnh Cửu. Giải cầu lông thanh thiếu niên học sinh tỉnh Đồng Nai lần thứ 12 năm 2023 là sân chơi lớn, nơi tranh tài của các vận động viên trẻ và là nơi tiếp lửa đam mê cầu lông, khơi dậy tinh thần thể thao.